Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Thức Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu, mình là dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà Thức Trung Nguyên. Và hôm nay mình lại tiếp tục lên đây và giới thiệu cho các bạn thêm một dòng sản phẩm mới. Đó chính là dòng sản phẩm Men Vi Sinh Spore Zoyzan, sản phẩm hỗ trợ bổ sung lợi khuẩn và duy trì hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ hạn chế các biểu hiện rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột. Và sản phẩm thì có thành phần chính, đó chính là bào tử lợi khuẩn Bacillus clausi với hàm lượng trên 3 triệu lợi khuẩn. Như các bạn biết, bào tử lợi khuẩn Bacillus clausi có ích trong việc hỗ trợ điều trị tiêu chảy, phòng ngừa tiêu chảy liên quan đến kháng sinh. Cơ chế tác dụng là thông qua ức chế mầm bệnh và tác dụng điều hòa miễn dịch. Bacillus clausi đã được nghiên cứu lâm sàng tại Ý kể từ những năm 1960 để hỗ trợ tình trạng tiêu chảy do virus ở trẻ em và có các tác dụng phụ do thuốc kháng sinh gây ra. Trước đó đã có một nghiên cứu đánh giá hoạt tính chống tiêu hóa của chủng Bacillus clausi ở những người bệnh nhân bị tiêu chảy cấp. Tiêu chảy cấp là một nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong ở người lớn và trẻ em trên toàn cầu. Nguyên nhân chính gây tiêu chảy được xác định là do virus và vi khuẩn. Ngoài ra, mắc hội chứng ruột kích thích, uống một số loại thuốc, kém hấp thu muối mật cũng có thể gây ra tiêu chảy. Việc điều trị tiêu chảy cấp chủ yếu liên quan đến việc ngăn ngừa mất nước, rút ngắn thời gian mắc bệnh và giảm nguy cơ nhiễm trùng. Uống bù nước đã làm giảm đáng kể tử vong và bệnh tật do tiêu chảy. Tuy nhiên, uống bù nước không rút ngắn thời gian tiêu chảy cũng như là cải thiện tính nhất quán của phân. Ngoài ra thì người bệnh có thể được chỉ định dùng thuốc kháng sinh, thuốc ức chế nhu động ruột và men vi sinh. Hệ vi sinh đường ruột bình thường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh đường tiêu hóa. Trong bệnh tiêu chảy cấp, sự mất cân bằng hệ vi sinh đã bị thay đổi, tạo điều kiện cho sự phát triển quá mức của các vi sinh vật gây hại. Một số chuyên gia cho rằng việc sử dụng men vi sinh có thể khôi phục hệ vi sinh đường ruột và cũng kiểm soát mức độ nghiêm trọng của tình trạng này. Ngoài ra thì bào tử lợi khuẩn Bacillus clausi còn giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, ăn chậm tiêu và phân sống. Và từ những thành phần chính đó thì tạo nên công dụng của dòng sản phẩm Men Vi Sinh Spore Zoyzan giúp bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ hạn chế các biểu hiện và giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột. Và về liều dùng và cách dùng thì mình khuyên các bạn, đối với người lớn thì chúng ta dùng 2 đến 4 ống trên một ngày. Đối với trẻ em từ 1 đến 6 tuổi, chúng ta dùng 1 đến 3 ống trên một ngày. Trẻ em dưới 1 tuổi dùng theo hướng dẫn của bác sĩ. Phụ nữ có thai cho con bú, chúng ta uống 2 đến 3 ống trên một ngày. Và sản phẩm thì phù hợp cho đối tượng như người bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột. Với các biểu hiện như tiêu chảy, phân sống, đau bụng, đầy hơi, táo bón, người dùng kháng sinh kéo dài gây loạn khuẩn đường ruột. Và sản phẩm thì đang được bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà Thức Trung Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909602267. Và cứ vào 0 giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà Thức Trung Nguyên mình lại lên sóng và giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.